rồi bám chặt tới chết, khiến ai nhìn thấy cũng rợn người. Chuyện gì đây? Mới đây, một ngư dân đã giật mình khi bắt gặp hiện tượng lạ lúc đang bắt cá ven sông. Video ghi lại hình ảnh hai chân trước của một con cóc đang móc sâu vào đôi mắt của con cá, khiến nó không thể chống cự lại. Con cóc này chỉ to bằng 1/10 con cá, nhưng lại có thể biến kẻ săn mồi trở thành con mồi. Thay vì chết trong miệng cá, nó lại khiến cho con cá chết trong tay nó. Thật ra, hành động này không hiếm gặp trong thế giới động vật, do chúng ta ít nhìn thấy mà thôi. Theo khoa học chứng minh, ở một số trường hợp, ếch hoặc cóc không tìm được bạn tình nên nó bám vào động vật chuyển động và ôm đến lúc con kia chết. Người khác lại nói, theo khoa học thì ếch đực không tìm được cái, nó sẽ bu đầu cá đến khi cá chết. Một tài khoản khác lên ý kiến, đại loại số cóc đực nhiều hơn số cóc cái, mùa sinh sản cóc đực tìm không được cóc cái sẽ bu bám vào con khác kiểu như thế này, rồi con cá sẽ chết luôn. Còn bạn đã bao giờ nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này ngoài đời hay chưa? Hãy comment bên dưới cho chúng mình biết với nhé!